Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Khách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Minh Tuấn và trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận định thị trường, một phần trao đổi với anh Hoàng Trung Thông là chuyên gia đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chào mừng anh Thông tham gia chương trình. Thưa anh, thì VN-Index hôm nay đóng cửa tăng điểm mạnh sau hai phiên lao dốc liên tiếp. Vậy thì ở đầu chương trình anh có thể cho quý vị khán giả biết về diễn biến của phiên ngày hôm nay không ạ? Vâng, lời đầu tiên thì xin gửi lời chào lên bạn Tuấn và cũng như khán giả xem đài. Thì rất vui được gặp lại bạn trong ngày hôm nay. Và quay trở lại với câu hỏi của Tuấn trong ngày, thì mình xin điểm qua một vài cái diễn biến giao dịch của ngày hôm nay. Thì rõ ràng như chúng ta thấy là ngay từ đầu giờ sáng, khi mà nối tiếp những cái tin tức tích cực từ phía bên kia đầu đại dương với việc sắc xanh đã quay trở lại khởi sắc trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng mở cửa có một phiên tăng điểm rất là tích cực. Và ngay từ đầu giờ sáng là sắc xanh đã bao phủ hầu hết tất cả các mảng điện tử. Chúng ta có thể thấy là ở hầu hết tất cả các mã giao dịch, các công ty chứng khoán đều xanh điểm. Và cái độ nghiêng thị trường thì rõ ràng là nghiêng hầu hết về các mã tăng điểm. Và ở trong cái rổ VN30 thì hầu hết tất cả các mã ở trên 25 mã thì đã tăng điểm rất là tích cực. Và cái sự tăng điểm này vẫn được duy trì cho đến hầu hết phiên giao dịch buổi sáng. Qua đến đầu phiên giao dịch buổi chiều thì đã có một sự bán ra, áp lực dưới áp lực bán ra mạnh của một vài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì đã khiến cho cổ phiếu có những đôi lúc quay đầu giảm cái sự tăng điểm trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì với cái sự nâng đỡ của các nhóm cổ phiếu còn lại thì đã giúp cổ phiếu đóng cửa trong thị trường hôm nay đóng cửa trong sắc xanh và vẫn duy trì được sắc xanh cho đến cuối phiên giao dịch. Ở đây thì có một cái điều mà thiếu trong cái phiên phục hồi ngày hôm nay thì đó là cái sự thanh khoản thị trường thì chưa thật sự cao. Thì ở đây thì thanh khoản thị trường sụt giảm là tương đối mạnh và tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn thì đạt trên 300 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị là khoảng trên 7.500 tỷ đồng và giao dịch thỏa thuận thì chiếm khoảng 1.300 tỷ đồng. Thì có thể thì tâm lý e ngại và cái tâm lý e ngại của nhà đầu tư sau hai phiên giao dịch giảm điểm trước đó và cùng với đó thì tâm lý nghỉ Tết muốn xả hơi cho cái kỳ nghỉ Tết sắp tới thì cũng là một trong những cái tâm lý tác động tới cái khuynh hướng giao dịch của nhà đầu tư trong ngày hôm nay khiến cho cái thanh khoản đi sụt giảm. Tuy nhiên thì các phiên giao dịch thì sắc xanh vẫn bao phủ hầu hết trên thị trường và đây là một cái tín hiệu tích cực sau hai cái phiên giảm điểm mạnh mẽ trước đó. Vậy thì anh có thể nói thêm về cái nhân tố mà kéo chỉ số tăng điểm hôm nay không thưa anh? Vâng, thì ở đây thì chúng ta có thể đề cập qua một vài cái chỉ số chính và cái con số công ty. Ở đây thì ở đây có các cổ phiếu chủ chốt ở đây giúp cho chứng khoán tăng điểm hôm nay, đó là các cổ phiếu như Hòa Phát, VP Bank, VRE, BLX, hoặc là đây là những cái cổ phiếu mà giúp cho cái phiên tăng điểm hôm nay. Ở chiều ngược lại thì cái giúp khiến cho kéo giảm cái sự tăng điểm của chỉ số thì đó là các cổ phiếu như Masan, Novaland và SBT. Thì cái sự cộng hưởng từ cái đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua sau hai phiên lao dốc mạnh cùng với cái tâm lý của hoảng loạn của giới đầu tư trước đây thì đã trở nên ổn định hơn, đã là một trong những cái nguyên nhân có thể giải thích vì sao mà thị trường có một cái sự quay chiều phục hồi trong phiên ngày hôm nay. Cùng với đó thì một điểm đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay là tuy thị trường đã phục hồi là khá là mạnh nhưng dòng tiền thì không tăng, thậm chí là còn giảm hơn so với phiên tuần trước. Thì tổng cộng thì giá trị giao dịch trên hai sàn thì đạt khớp lệnh khoảng 7.500 tỷ đồng và điều này phản ánh đến cái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, không bán bằng mọi giá như hai phiên trước kia và những bên mua thì cũng không muốn mua ở mức giá quá cao. Và dù nỗi lo giảm mạnh đã vơi đi phần nào thì đây là một trong những cái điểm đáng lưu ý cho trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thưa anh, thì quay trở lại với lại cái hai phiên lao dốc mạnh hôm trước thì cũng có ý kiến cho rằng là các nhà đầu tư cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho cái phiên lao dốc mạnh này vì đó được coi như là một cái phiên điều chỉnh sau những cái đợt tăng tích cực vào đầu năm. Vậy thì anh có thể phân tích rõ thêm về cái nguyên nhân của cái hai cái đà lao dốc mạnh phiên vừa rồi không anh? Vâng, thì rõ ràng thì như Tuấn có đề cập thì rõ ràng thì đã có cái sự chuẩn bị tâm lý trước của thị trường. Tuy nhiên thì cái sự cộng hưởng mạnh mẽ từ những cái tin tức bất lợi từ bên phía bên kia Đại Tây Dương đã khiến cho chứng khoán Việt Nam cũng có một cái sự hòa nhịp chung với cái sự biến động mạnh của thị trường thế giới. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy rõ là cái yếu tố đầu tiên thì đến từ của thị trường là chứng khoán thế giới thì đã có những cái diễn biến tiêu cực trong những phiên cuối tuần trước và điều này thì phần nào đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường. Và ở đây thì thị trường chứng khoán Mỹ thì đã ghi nhận một cái phiên rung rất là mạnh vào cuối tuần trước và vào đầu tuần nay. Thì và luồng tiền trên thị trường thì trong giai đoạn tăng vừa qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta biết rất rõ ràng là được sự hỗ trợ mạnh từ các quỹ ETF. Và nên cái đà giảm của thị trường Mỹ thì phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Thì rõ ràng thì do lo ngại cái các
các quỹ ETF này có thể rút cái dòng vốn đầu tư vào đổ vào cái thị trường Việt Nam và khiến cho các quỹ này sẽ có thể làm ảnh hưởng tới cái dòng vốn trên thị trường, vốn ngoại trên thị trường. Đó là cái tâm lý mà khiến cho các giới đầu tư lo ngại. Và ngoài ra thì yếu tố khác của chúng ta có thể nhắc thêm ở đây, đó là cái yếu tố mà về cái diễn biến của xu hướng giá dầu trong những phiên giao dịch gần đây và các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí thì đã có suy yếu rõ rệt. Và cái tình trạng căng margin giữa các công ty chứng khoán thì đã đến lúc mà chính vì tất cả những yếu tố cộng hưởng kết hợp lại với nhau và thêm những yếu tố về việc mà tâm lý nhà đầu tư họ muốn xả hơi sau một vì đã đến gần những cái ngày còn Tết. Chính vì thế mà kết hợp lại tất cả yếu tố với nhau thì đã dẫn tới là cái sự từ cái sự lao dốc nhỏ ban đầu đã tạo thành một cái trào lưu domino và khiến cho thị trường có hai phiên lao dốc mạnh mẽ trong giai đoạn vừa rồi. Thưa anh, vậy thì quay trở lại với phiên ngày hôm nay, anh nhìn nhận như thế nào về phiên ngày hôm nay dưới góc độ kỹ thuật thưa anh? Vâng, thì rõ ràng thì dưới góc độ kỹ thuật thì hôm nay có là một cái phiên đảo chiều và tăng điểm tích cực sau hai cái phiên giảm điểm mạnh trước đó. Và cái độ rộng thị trường thì rõ ràng là nghiêng hầu hết tất cả các mã tăng điểm. Và ở đây á, thì có một cái tín hiệu tích cực á, là cái đường giá đóng cửa đã tăng trở lại trên EMA 50. Đây là một trong những cái tín hiệu trong trung hạn. Và chúng có thể thấy là trong trung hạn thì cái xu hướng tăng điểm thì vẫn được duy trì. Và đây có thể là một cái tín hiệu tốt của thị trường. Tuy nhiên á, thì chúng ta nhìn kỹ hơn thì trên cái hình mẫu đồ thị á, nến á, thì xuất hiện một cây nến doji. Đây là cái cây nến thể hiện cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Với kết hợp với cái khối lượng giao dịch thì thấp hơn trung bình 20 phiên. Và cái tâm lý thì nghỉ Tết thì đang ngày càng đến gần. Thì có khả năng thì cái diễn biến phục hồi này của chỉ số thì được là do cái tâm lý của các nhà đầu tư trở nên ổn định hơn. Và cùng với đó thì lực cung bị tiết giảm. Vì vậy thì cái chỉ số có sự phục hồi. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì với cái hình mẫu đồ thị cái nến doji này thì khả năng thì thị trường cần thêm những cái vài cái phiên tích lũy thêm ở vùng quanh cái vùng điểm là 1030 đến 1070 điểm. Và khả năng bứt phá mạnh thì trong ngắn hạn từ nay đến Tết thì có thể chưa thể xảy ra. Tuy nhiên thì qua Tết và trong xu hướng dài hơn trong trung hạn và dài hạn thì cái việc mà phá vỡ những cái đỉnh cũ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì chúng ta có thể thấy điểm qua về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm vừa qua rất là ổn định, tăng trưởng rất là tốt, khoảng trên 6,87%. Ngoài ra cùng với đó thì là cái cán cân thặng dư thương mại cũng ghi nhận là một năm tích cực và chúng ta có thặng dư dương khi mà xuất khẩu thì nhiều hơn nhập khẩu. Và ngoài ra thì cái tỷ lệ lạm phát cũng được ghi nhận ở mức thấp nhất trong những năm gần đây. Và với cái tỷ lệ tăng lạm phát mà Quốc hội và Chính phủ đề ra là 4% thì chúng ta đã đạt được cái mức thấp hơn rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái nền tảng để hỗ trợ cho cái việc mà nền kinh tế sẽ phải ổn định và duy trì sự ổn định của nền kinh tế và cũng như là hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các ngành kinh tế trong những nhóm ngành riêng. Và hiển nhiên thì nền và thị trường chứng khoán cũng là một trong những cái kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi từ cái sự ổn định và tăng trưởng này. Vâng, vậy thì theo anh thì các nhà đầu tư nào đã mạnh dạn bắt đáy trong hai phiên đầu tuần thì có được lợi thế lúc này không thưa anh? Vâng, thì chúng ta có thể thấy điểm qua một cái vài trong phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay thì cái những nhà đầu tư bắt đáy ở rõ ràng thì hôm qua thì khối ngoại cũng đã có một cái phiên mua ròng mạnh mẽ và rõ ràng thì họ đã tập trung chủ yếu vào cái cổ phiếu của Vincom Retail, là cổ phiếu VRE. Thì cái mức mua ròng của họ là trên 4.000 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng cho cổ phiếu này. Thì hiển nhiên thì đây là một trong những nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn ngày hôm nay, hôm qua. Và hôm nay thì rõ ràng là Vincom Retail đã có một cái phiên tăng điểm rất là ấn tượng, mạnh lên. Và những nhà đầu tư đã bắt ròng mua bắt đáy ngày hôm qua đã có một cái sự gọi là có một cái thặng dư rõ ràng trong tài khoản của mình. Thì đây là một trong những cái lợi thế mạnh của các nhà đầu tư trong cái phiên T+3 sắp tới khi mà hàng về chính thức về tài khoản. Thì rõ ràng thì nếu như so với cái đỉnh đáy lịch sử của ngày hôm qua được thiết lập thì so với mặt bằng chung của thị trường ngày hôm nay thì rõ ràng là các nhà đầu tư bắt đáy đã có một sự lợi thế. Thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là khả năng thị trường tiếp tục giảm điểm sâu thì có thể là điều khó thể xảy ra. Và khả năng trong ngắn hạn thì là thị trường sẽ diễn biến trong việc đi ngang. Thì khi chúng ta nhìn thấy trên cái đồ thị cái nến doji thì rõ ràng là ở đây đã có một cái sự lưỡng lự. Và khi lưỡng lự xảy ra thì khả năng cao là thị trường sẽ chưa thể bứt phá mạnh. Và chúng ta nhìn kỹ hơn là về cái thanh khoản thị trường và dòng tiền thì cũng chưa thực sự muốn quay trở lại. Và thực sự vẫn còn đang đứng bên ngoài để quan sát kỹ hơn.
Thì rõ ràng thì khi mà thị trường vẫn dòng tiền vẫn còn đang lưỡng lự và hầu hết nhà đầu tư thì vẫn còn đang muốn quan sát thêm. Và cái sự tăng điểm của ngày hôm nay thì rõ ràng là đến từ cái việc mà lượng cung bị hạn chế và lượng cầu bắt đáy tăng lên và khiến cho chỉ số đi lên. Thì và ngoài ra thì cái tâm lý thị trường cũng chưa thực sự sẵn sàng để quay trở lại, thì khả năng cao là thị trường sẽ có thể đi ngang và tích lũy thêm trong những cái phiên gần kế tiếp và cho đến giai đoạn kết thúc quay trở lại mở cửa thị trường khi kết thúc cái tuần nghỉ lễ Tết âm lịch sắp tới. Chính thế mà hiển nhiên các nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy của ngày hôm qua thì hiển nhiên họ có cái lợi thế rõ ràng về T cộng cũng như là cái áp lực chốt lời đã được giảm bớt. Vâng, vậy thì với cái hiện trạng đó là dự đoán là thị trường có thể sẽ đi ngang tới Tết và tâm lý nhà đầu tư hiện giờ vẫn chưa ổn định, vậy thì anh có khuyến nghị nào tới các nhà đầu tư không thưa anh? Vâng, thì với các nhà đầu tư nhỏ thì chúng ta có thể quan sát thêm thị trường để trong một hai phiên giao dịch kế tiếp. Thì nếu như thị trường vẫn xác nhận cái sự xu hướng đi ngang này thì chúng ta các nhà đầu tư có thể trong những ngày cuối của phiên giao dịch, có thể là trước kỳ nghỉ lễ, thì chúng ta có thể tranh thủ để có thể vào một lượng hàng nhỏ, có thể là vào để nâng cái tỷ trọng trong cái cổ phiếu trong cái danh mục của mình một phần nhỏ trước Tết. Và sau Tết thì khi mà có những cái diễn biến tích cực hơn thì chúng ta có thể tiếp tục nâng dần tỷ trọng trong cái danh mục đầu tư của mình để có thể một năm giao dịch thành công. Xin cảm ơn anh Thông về những nhận định vừa rồi. Những nhận định vừa rồi của anh Hoàng Trung Thông cũng đã khép lại phần 1 chương trình Giờ Cá Sổ, và quý vị đừng vội chuyển kênh. Tôi sẽ quay trở lại trong phần 2, phần điểm tin.